Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Năm 1960, tình hình kinh tế trong nước còn khó khăn. Thịt cá là những thực phẩm xa xỉ đối với nhiều người dân lúc bấy giờ. Nhưng một cửa hiệu bánh bao nhỏ ở vùng ngoại ô Thiên Tân rất đắt hàng, nổi tiếng khắp các vùng quanh đó. Mọi người đều gọi ông chủ cửa hàng là ông Vương. Ông Vương đã hơn 40 tuổi, thân hình cao to vạm vỡ, chuyển từ nơi khác đến được mấy năm. Ông kể rằng vợ ông vì chê ông nghèo mà đã bỏ ông theo người đàn ông khác, nên ông ở vậy và không muốn lấy vợ nữa. Tất cả hàng xóm đều nghĩ ông Vương là người hiền hòa, trung thực và chăm chỉ nên rất quý mến. Bánh bao của ông Vương làm rất ngon, đặc biệt là nước sốt khiến mọi người gần xa đều biết tiếng. Mỗi ngày 4 giờ sáng, ông đã bắt đầu dậy làm bánh. Đúng 6 giờ là mang bánh ra bán. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày nóng cũng như ngày lạnh, ông đều bán đúng giờ và không nghỉ. Vì không cần người giúp việc nên mỗi ngày ông chỉ làm 500 chiếc bánh bao. Mọi người đều cho rằng đó là thói quen truyền thống của người chủ tiệm. Vì thế mà những người muốn mua bánh bao phải đến xếp hàng từ rất sớm, nếu không 8 giờ 30 sáng là đã hết bánh rồi. Những người ăn bánh đều nói rằng hương vị của bánh đặc biệt thơm ngon, cũng không ai vì bánh của ông mà bị bệnh cả. Nên mọi người rất tin tưởng vào tiệm bánh của ông Vương. Đương nhiên lúc đó ở một vùng ngoại ô nhỏ bé, chẳng có ai rỗi hơi mà mang bánh bao để đi phân tích hương vị cả. Cứ như vậy, trong vòng một năm, cửa hiệu bánh bao của ông Vương vẫn luôn đắt khách. Cho đến một hôm, có một người phụ nữ tìm đến đồn cảnh sát và thông báo rằng đứa con trai của cô vì ăn bánh bao của ông Vương. Trong nhân bánh có vật gì cứng như xương sụn, suýt nữa chặn ngang cổ họng. Không biết rằng vì quá yêu con hay vì ghen tị với ông Vương mà người phụ nữ này đến tận đồn công an để tố cáo một vụ cõng con. Sau khi người phụ nữ đi khỏi, một bác công an già phát hiện miếng xương tương đối kỳ quái, không giống như xương lợn bình thường. Mọi người đưa nhau đi kiểm tra và kết quả khi kiểm tra là mọi người phải sững sờ. Đó chính là nửa miếng móng chân người. Vì nghĩ rằng tiệm bánh của ông Vương không vệ sinh nên vài người công an đã đến tiệm nhà ông Vương để kiểm tra tình hình vệ sinh và nhắc nhở ông về vấn đề an toàn thực phẩm như ông Vương không có nhà. Trong quá trình kiểm tra vệ sinh đột ngột lần này, mọi người phát hiện trong bếp nhà ông Vương có một cái hầm. Trong hầm có xác người đã bị mổ phanh và một số thịt đã được băm nát làm nhân, làm tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nôn ói không ngừng. Công an liền bí mật bắt ông Vương và sau khi đào trong hầm nhà ông Vương phát hiện thêm 7 bộ hài cốt. Ông rất bình thản kể quá trình phạm tội của mình. Từ khi bị vợ bỏ để đi theo người đàn ông khác, ông đã mang trong lòng mối căm hận. Cho đến một năm trước, khi có một người phụ nữ đến nhà ông xin ăn, vì diện mạo của người phụ nữ này quá giống với người vợ trước mà nỗi căm hận trong lòng ông đã bùng lên. Ông liền trút hết căm hận lên người phụ nữ đó bằng cách đâm chết và phanh thây. Như vậy vẫn không làm giảm được thịnh nộ trong lòng. Vừa đúng có nghề làm bánh được tổ tiên truyền lại. Và thế là tiệm bánh bao ra đời. Vào thời gian đó, thịt lợn rất khó mua và ông Vương cũng trở nên có hướng giết người. Lợi dụng lúc vắng người, ông giết những người ăn mày đến để xin ăn. Trong vòng một năm, ông đã giết 7 người ăn xin từ nơi khác đến, trong đó có 3 nam, 3 nữ và một đứa bé khoảng tầm 7-8 tuổi. Ông còn cho biết, hàng ngày ông cũng ăn thịt người, lâu dần không còn cảm thấy vị khác lạ nữa. Xét về tình hình chính trị, ảnh hưởng xã hội và dư luận quần chúng lúc bấy giờ, tòa án đã bí mật xử bắn ông Vương, niêm phong và tịch thu cửa hàng.